hai nữ cá mập mới ngồi ghế nóng sắc tinh mùa 7, họ là ai? Chương trình sắc tinh Việt Nam mùa 7 đã quay trở lại. Năm nay, nhiều cá mập mới đã xuất hiện và ghi tên mình trên hàng ghế nóng. Cùng điểm qua dàn cá mập mới tinh tại sắc tinh mùa này. 1. Chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân. Bà Nguyễn Phi Vân hiện là chủ tịch Go Global Holding kiêm chủ tịch Go Global Franchise, phân quỹ đầu tư dành riêng cho các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nhượng quyền và cấp phép. Go đầu tư là các startup định hướng phát triển chuỗi, nhượng quyền, hướng đến xuất khẩu giá trị Việt ra thị trường quốc tế. 2. Leon Đức Tiêu Minh Xuân. Tiêu Minh Xuân được biết đến là doanh nhân thế hệ thứ 3 của MDS Group, một tập đoàn lớn hoạt động đa ngành tại Đức. Khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, đến năm 2015, Tiêu Minh thành lập công ty của riêng mình và năm 2020 tiếp quản toàn bộ MDS Group. Ông trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp từ năm 2019 khi thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Eventmore Ventures. Khu đầu tư là những startup ẩm thực, dược phẩm, ngành hàng tiêu dùng nhanh có tiềm năng xuất khẩu. 3. Chủ tịch quỹ đầu tư Quang Old Capital Lê Mỹ Nga. Tham gia sắc tinh Việt Nam mùa 7, sắc Lê Mỹ Nga sẽ đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các tiêu chí. Người sáng lập thể hiện được đam mê và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực. Sản phẩm có tính cộng đồng mà người dùng trên toàn cầu đều cần đến, và đặc biệt là khả năng ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề trong các ngành kinh tế, giúp tạo ra những giá trị mới cho thị trường. 4. Nguyễn Văn Thái, đồng sáng lập và phó chủ tịch tập đoàn Thái Hương. Khu đầu tư là các startup trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm. Bên cạnh đó là sự tham gia của ba cá mập cũ là sắc Phạm Thanh Hưng, đại diện cho quỹ đầu tư Columbus Startup Venture Capital Partner, sắc Minh Beta, chủ tịch hội đồng quản trị Beta Group, và sắc Nguyễn Hòa Bình, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Netech.